Hai, chào mọi người, chào tất cả anh em nha. Chào mọi người đã quay trở lại với mình. Mọi người thấy khung cảnh nó lạ không? Nó lạ hơn so với những lần trước không? Mình quay phim không? Thì đợt này là mình đang ở ngoài Đà Nẵng. Mình có một chuyến du lịch, nó không phải là chuyến du lịch mà một cái công việc mình đi ra đây. Cho nên là mình quay cho các bạn xem luôn. Thì cái ngày hôm nay ở ngoài này, khi mình mới bước chân vào thì mình chưa quen với khí hậu các bạn, nó khá là nóng nực và nó bức bối trong người lắm. Mà mình ở nhà nghỉ thì nó mát hơn mà ra ngoài đây, nhưng mà sáng nay mình đã dậy sớm và mình sớm để mình ra đây để mình quay biển cho các bạn xem nè. Các bạn thấy có đẹp không? Biển rất là đẹp luôn, thấy chưa? Đó thì cho các bạn xem, dẫn các bạn đi ngắm biển. Nhưng mà có cái là không có ngắm gái được, tại vì gái không có có. Nó ở trên cái khu người ta bơi thì mới có thôi. Còn cái khu dưới này thì nó lại không có, nó không có có người mặc bikini rồi các kiểu thì không có, cho nên là không quay cho các bạn xem được. Thì khi ra đây mình thấy mình gặp những anh em ở đây, những người làm việc ở đây, anh em của mình làm việc ở đây trong vài năm trở lại đây, thì không phải là vài năm mà sau cái năm năm vừa rồi này, sau cái đợt Covid tới bây giờ thì mọi người rất chi là ít công việc luôn, thu nhập khá là thấp hơn so với đợt trước. Thì đợt này mình ra mình đi công việc rồi mình sẵn tiền mình gặp anh em rồi mình hỏi thăm luôn các bạn, thì mình thấy cái nền kinh tế nó khá là đi xuống luôn. Như các bạn biết thì mình cũng bán xe rồi, chạy cũng không ăn, thì ra đây thì mình rất là quan tâm về cái dịch vụ đi lại của các cái hãng taxi và cũng như là xe điện để mình xem như thế nào. Có thể nếu mà ok ổn định thì mình ra đây mình làm hoặc là ra đây mình chạy xe vậy đó. Nó cái cạnh tranh nó cũng nhiều, và khi mà cái VinFast nó gia nhập vào ở dưới trên mình thì mình thấy là cũng là một cái cạnh tranh nữa, cho nên là hiện tại bây giờ cái dịch vụ nó cũng hơi khó. Mình ra đây mình thấy VinFast cũng nhiều, xe điện cũng nhiều, cũng sen vô đó rất là nhiều. Và mình hỏi kỹ thì cái giá xăng, cái giá xe, giá km thì nó nhỉnh hơn cái giá thường. Ví dụ như Grab là sẽ taxi Grab là rẻ hơn này, tới taxi truyền thống, rồi tới taxi điện thì mắc hơn chút xíu. Nói chung là mỗi cái dịch vụ nó sẽ mắc hơn cỡ 1.000, 2.000 gì đó trên một cây, ngàn mấy trên một cây đó. Ví dụ như bạn đi 10 cây thì nó sẽ mắc hơn 10.000 chẳng hạn, như vậy đó. Thì hôm qua mình cũng đi taxi thôi, cho nên là mình cũng có tham khảo để mà có nguồn thu nhập tốt. Thì tất nhiên giai đoạn này nó hơi khó khăn, thậm chí du lịch nó cũng ít mình hỏi mấy bác tài thì họ bảo cái du lịch nó cũng ít lắm, nó không được nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng mà mình nghĩ thì nó sẽ, nó thành phố lớn mà, nó sẽ có thu nhập cao. Còn cái việc mà mình có ra đây để mình chạy hay không thì chưa biết đó, nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nữa, nên là hiện tại bây giờ cũng rất là khó khăn. Đi hỏi mấy anh em thì anh em nào cũng là nói chung là hơi cực một chút xíu đó. Thì hy vọng rằng trong thời gian tới mọi thứ nó sẽ tốt hơn, nền kinh tế nó sẽ phát triển hơn, thì mình sẽ làm ngành dịch vụ nó phát triển theo, thì mình sẽ chạy xe lại, không phải chạy xe lại mà mình sẽ mua xe lại. Cái hiện tại bây giờ thì mình vẫn chạy, nhưng mà mình không phải chạy xe của mình đó, chạy xe của người khác. Thì đó, mình giới thiệu sơ qua những cái thông tin mình biết về cái ngành dịch vụ lái xe tài xế taxi quanh ở đây để mình tham khảo. Thì mình thấy cũng có thu nhập đó, nhưng mà không biết là cái môi trường sống ở đây, cái chi phí nó có cao không, có đủ chi phí để sinh sống hay là không đó, thì mình cũng đang suy nghĩ và lựa chọn. Thì anh em nào mà đã chạy taxi hay dịch vụ gì ở ngoài Đà Nẵng thì có thể là cho mình biết cái thông tin, hoặc là xem thử cái giá cả ở đây và chạy xe ở đây nó ổn không, thì để mình nghiên cứu. Nếu mà được có thể là mình ở đây mình kiếm cơm các bạn. Còn ở trong mình hiện tại bây giờ nói chung là ở nhà thì đỡ chi phí đó, nhưng mà nó lại ít quá, nói chung là thu nhập thấp quá, mình cũng không đủ trang trải nữa. Thì hy vọng là anh em nào có vô tình xem được cái video này, cái clip này, thì có thể là đang chạy dịch vụ taxi ở Đà Nẵng chẳng hạn, thì có thể cho mình hay để
để mình tham khảo ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha, và hy vọng rằng sẽ gặp anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye anh em.